Hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ đến từ một nhà khoa học uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học, người đã dành nhiều năm gắn bó với thực phẩm cây trồng biến đổi gen. Khi nhận được thông tin về Semena, tôi là một trong người đầu tiên đã đăng ký webinar luôn. Chúng ta biết rằng là từ năm 2010 thì đã xuất hiện cái công nghệ biến đổi gen mới mà người ta gọi là chỉnh sửa gen, hết sức triển vọng. Trước kia là chuyển gen ấy, vẫn mang tính chất tình cờ. Như cái công nghệ chỉnh sửa gen ấy, thì nó cho phép là chỉnh sửa đúng cái gen mục tiêu mà mình muốn ở vi khuẩn, thực vật, động vật và con người. Và nhiều nhà khoa học ấy đã phát biểu rằng như thế này này. Tương lai là ở công nghệ chỉnh sửa gen. Con người sau này ăn bằng gì, mặc bằng gì, bảo vệ sức khỏe ra sao, bảo vệ môi trường như thế nào thì sẽ đều phụ thuộc vào công nghệ chỉnh sửa gen cả. Ngô biến đổi gen kháng sâu, ngô biến đổi gen kháng thuốc diệt cỏ, cá hồi biến đổi gen, rồi cá chép biến đổi gen, thì có rất nhiều các cái ví dụ như thế. Viện Di truyền Nông nghiệp thì về cái lĩnh vực biến đổi gen này là cánh tay phải của Bộ Nông nghiệp. Trong suốt những năm vừa qua thì chúng tôi dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát để xây dựng cái hệ thống quy chế quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen. Đến năm 2015 chúng ta có hệ thống quy chế hoàn chỉnh, và nhờ có đó mà chúng ta bắt đầu thương mại hóa. Trong cái thời gian tới này thì tôi nghĩ rằng ấy, rất quan trọng cho Việt Nam ấy, là phải tiếp cận cái công nghệ chỉnh sửa gen. Châu Á của chúng ta là cái khối mà đặc biệt phải lưu ý về an ninh lương thực, bởi vì châu Á chúng ta có 60% dân số trên thế giới, nhưng mà chúng ta chỉ có hơn 30% đất trồng thôi. Vì thế cái nhu cầu mà tăng thêm sản xuất lương thực ở châu Á là rất cao. Đương nhiên là chúng ta thấy là chỉnh sửa gen ấy có rất nhiều tranh cãi, có nguyên nhân về kinh tế, nguyên nhân tôn giáo. Thượng đế đã sinh ra như thế thì không nên can thiệp. Phải nói rằng ấy, để tạo ra và đưa một sinh vật biến đổi gen vào sản xuất ấy, cả một quá trình phức tạp. Người ta tính trung bình ấy, khoảng 136 triệu đô la và thời gian từ 10 đến 13 năm. Vì thế cho nên là những sản phẩm mà đã được các cái hệ thống quản lý nhà nước đưa ra, hay là như bên Hoa Kỳ chẳng hạn FDA, EPA họ công nhận, thì nó phải có tính an toàn tương đương với sản phẩm truyền thống. Cây trồng biến đổi gen ấy bắt đầu xuất hiện ở Hoa Kỳ năm 1996. Cho đến nay là đã hơn 1/4 thế kỷ, hàng tỷ hecta cây trồng biến đổi gen đã được trồng, và hàng chục tỷ tấn lương thực thực phẩm đã sản xuất ra và tiêu thụ. Nhưng mà trong văn y thế giới ấy, thì chưa ghi nhận bất kỳ một trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe hay ảnh hưởng đến môi trường do sản phẩm biến đổi gen hay là do cây trồng biến đổi gen gây ra cả. Chúng ta đã có rất nhiều hội thảo về biến đổi gen, nhưng mà chủ yếu ở thực vật. Thế còn đúng là đây là một cái hội thảo đầu tiên về biến đổi gen ở động vật. Thì ở động vật ý, thì bao giờ nó khó hơn và công nghệ nó đắt hơn. Công nghệ sinh học, công nghệ gen ở động vật ý, thì chưa được phát triển nhiều. Rất hay và rất may rằng là VinFuture đã tiếp cận với cái hướng thông tin này để mà tổ chức các hội thảo, để mà mang kiến thức, mang cái thành tựu khoa học công nghệ để phổ biến trong cộng đồng các nhà khoa học, trong xã hội. Mà từ đó ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bước tiếp cận nhất định để mà sử dụng hiệu quả cái công nghệ này cho cuộc sống.